Xin chào bà con và các bạn, mời bà con và các bạn xem thông tin cập nhật giá cá tra, ếch, cá lóc, cá rô phi, cá điêu hồng, cá trê vàng, cá thác lát ngày hôm nay. Kênh thông tin thủy sản kính chúc bà con và các bạn một ngày mới vui vẻ và làm việc thật hiệu quả. Thị trường cá tra đồng bằng sông Cửu Long ngày 15 tháng 2 năm 2024, Đồng Tháp, tại Hồng Ngự, Tam Nông. Hầu hết các công ty đã hoạt động lại và bắt khai trương các ao đã ký trước Tết với giá quanh mức 28.000 đồng 1 kg, tiền mặt, An Giang, tại Châu Phú, Long Xuyên. Giao dịch cá tra nguyên liệu tại các công ty diễn ra khá sôi động khi các công ty đã quay lại hoạt động sau Tết. Một số công ty đang tích cực thu mua khai trương các ao đã ký trước Tết. Với giá khoảng 28.000 đồng 1 kg, giá cá tra giống tăng 2.000 đồng 1 kg so với trước Tết, Đồng Tháp, tại Hồng Ngự. Tân Hồng, Cao Lãnh giá cá tra giống mẫu 30 con 1 kg ngày hôm nay tăng khoảng 2.000 đồng 1 kg so với thời điểm trước Tết. Lên mức 35-36.000 đồng 1 kg, An Giang, tại Châu Phú, giá cá tra giống mẫu 30-32 con 1 kg tăng 2.000 đồng 1 kg so với thời điểm trước Tết, lên mức 35-36.000 đồng 1 kg.